Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Gà Coi và lại là mình và Tùng trong chương trình Trà Đá Crypto. Buổi hôm nay chúng ta sẽ trao đổi một chút về DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la và tại sao mà giá đô la Mỹ đã tăng rất là nhiều trong thị trường những cái ngày gần đây. Ở trên thị trường P2P, khi mà mình nhớ cách đây khoảng 2 tuần khi mà ra cái video trên TikTok thì giá của USDT ở trên đó vẫn chỉ là 24.2 và hiện tại đã lên tỷ giá của Binance đang là 25.25 rồi, thì có thể điểm qua một chút về tại sao lịch sử hình thành và sức mạnh của đồng đô la Mỹ đến từ đâu, thì rất là vui khi mà anh Tùng sẽ chia sẻ những cái vấn đề liên quan đến vĩ mô này. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ gần như là toàn cảnh một chút về cái đồng đô la, lý do tại sao đồng đô la được coi như là một cái đồng thanh toán này, dự trữ hàng đầu thời điểm hiện tại, và chúng ta cùng nhìn lại một chút xem là tương lai của đồng đô la liệu sẽ vẫn giữ được cái vị thế gọi là độc tôn của nó hay không, hay là sẽ có những cái đồng tiền khác sẽ thay thế được cái vị trí này của đô la. Thì đầu tiên chúng ta cùng nhìn lại lịch sử một chút, đó là các bạn bây giờ có vẻ như là vẫn nghĩ là ngày xưa đô la vẫn là cái đồng mà được coi là đồng thanh toán quốc tế, đúng không? Nhưng mà không, trước đó thì đồng bảng Anh mới được coi là cái đồng thanh toán và dự trữ của quốc tế, thì đó chính là từ cái hiệp định là Geneva. Cái hiệp định này thì bắt đầu từ năm 1922 và kết thúc cái hiệp định này đó là năm 1931. Thì với cái sự lớn mạnh của cái đế quốc Anh thì đồng bảng Anh trong cái khoảng thời gian đó đã được coi là cái đồng quốc tế, đồng thanh toán và đồng dự trữ của toàn thế giới. Thì tuy nhiên cái vị thế của đồng bảng Anh đã bị thay đổi bởi cái hiệp định là Bretton Woods. Cái hiệp định này thì tồn tại từ năm 1944 cho đến năm 1971. Thì lý do tại sao lại từ cái khoảng thời gian này cái đồng đô la Mỹ lại được coi là cái đồng thanh toán quốc tế, thì có hai cái lý do mà các bạn sẽ cần phải quan tâm ở đây. Đó, thứ nhất đó là trong cái khoảng thời gian này thì Mỹ đã chiếm hơn 50% cái khả năng sản xuất hàng hóa ở trên thế giới, và cái thứ hai đó là Mỹ chiếm tới 75% lượng vàng toàn cầu. Thì tất cả là cơ bản mình có thể hiểu là phần lớn là lượng vàng có bao nhiêu ở trên thế giới thì sẽ đều tập trung ở Mỹ hết. Đó, và một cái cuối cùng mà các bạn cũng cần phải lưu ý đó là cái hiệp định Bretton này nó đã quy định là cái đồng USD là cái đồng tiền duy nhất mà có khả năng chuyển đổi thành vàng, và một ao vàng thì sẽ đổi được là 35 đô. Đó, thì đây là ba cái dự kiện mà các bạn sẽ cần phải nhớ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với cái dự kiện đầu tiên đi, đó là hơn 50% cái khả năng mà sản xuất ở trên thế giới tập trung ở Mỹ. Thì mình sẽ làm cái ví dụ rất là nhỏ thôi, mình sẽ là Mỹ đi, còn anh Đại sẽ là một quốc gia nào đó, quốc gia thân thiện nào đó như anh okay, Nhật đi. Vậy thì anh Đại này, trong nước của anh có những cái mặt hàng mà anh không sản xuất được thì anh sẽ rõ ràng anh phải tìm đến cái nguồn nhập khẩu, đúng không? Vậy thì cái nguồn nhập khẩu đầu tiên mà anh nghĩ đến trong cái thời điểm này đó là nước nào? Thì chắc là Mỹ rồi, bởi vì họ đang chiếm 50% tiềm năng sản xuất của cả thế giới. Và các nước khác nó cũng đang chiến tranh nữa. Vậy thì thậm chí là có những cái mặt hàng mà anh bắt buộc là anh phải mua từ Mỹ, anh không còn một cái sự lựa chọn nào khác. Vậy thì ok, em sẽ bán cái hàng hóa đấy cho anh, như với một cái điều kiện đó là anh phải thanh toán bằng đồng USD, đồng đô la Mỹ. Vậy thì khi mà anh muốn thanh toán đồng đô la Mỹ, đúng không, anh sẽ phải mua đồng đô này, anh phải tích lũy đồng đô, dự trữ đồng đô để mà anh có thể trao đổi hàng hóa được với em, đúng không? Vậy thì cái trường hợp ở đây mình đặt ra đó là đối với cái trường hợp của anh Đại, của các nước khác, khi mà họ mua đô này, họ tích trữ đô này, vậy thì họ cũng sẽ rất quan tâm cái vấn đề là liệu rằng đô có mất giá hay không. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là tiền về cơ bản nó cũng chỉ là một tờ giấy thôi, và hoàn toàn là nó có thể in được. Vậy thì đây cũng là một cái lo lắng mà gần như là mình nghĩ cũng rất là hợp lý thôi. Vậy thì Mỹ sẽ xoa dịu cái lo lắng này của các nước khác ở trên thế giới như thế nào? Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái thông số thứ hai, đó là 75% lượng vàng ở trên thế giới đang tập trung ở Mỹ. Thì chúng ta biết rồi, vàng từ bao đời nay vẫn là cái loại tài sản, cái loại hàng hóa mà tất cả mọi người đều công nhận nó là có cái giá trị. Đều tin rằng nó là có giá trị. Vậy nên Mỹ đã có một sự lựa chọn rất là thông minh, đó là họ sẽ dùng vàng để bảo kê cho đồng đô la của họ. Có nghĩa rằng là ông cứ cầm đô la của tôi đi, ông cứ mua đồng đô la của tôi đi, còn nếu như mà ông mà nghĩ rằng đô la của tôi mất giá thì ông hoàn toàn có thể cầm cái đô la của ông
ông sang bên nước Mỹ của tôi sẽ đổi lại cho ông ra vàng. Thì có nghĩa là ở đây chúng ta đã có là một ao vàng sẽ đổi được là 35 đô. Đấy, thì có nghĩa là được bảo kê bởi vàng này, được bảo chứng bởi vàng này, nó là một cái loại tài sản mà vô cùng là uy tín. Thì rõ ràng là cái đồng đô của chúng ta sẽ nhận được các cái đánh giá rất là tích cực, rất là uy tín từ các cái quốc gia khác. Và cũng và đây cũng và có thêm một cái lý do nữa là chỉ có Mỹ mới dám cam kết là dám đổi đồng nội tệ của họ ra vàng, bởi vì là 75% dự trữ vàng là đang thuộc sở hữu của họ. Còn những nước khác nếu như mà chúng ta mà muốn đổi thì có lẽ là chỉ cần có một chút thôi, đổi một chút thôi thì cái lượng vàng nó cũng đã không còn đủ để mà chúng ta có thể duy trì được cái khả năng đổi tiền tệ ra vàng nữa rồi, đúng không? Thì đây chính là ba cái lý do để mà biến cái đồng đô la Mỹ trở thành cái đồng dự trữ toàn cầu. Thứ nhất là cái tính thanh khoản của nó rất là cao, cái thứ hai là cái mức độ uy tín của nó khi nó được bảo kê, nó được bảo chứng bởi vàng. Đấy, thì đây chính là cái lý do mà từ năm 1944 thì đô la Mỹ chính thức được coi như là một cái đồng tiền thanh toán và dự trữ toàn cầu. Đấy, thì các bạn có thể hình dung ra cái hình thành về cái con đường đô la được coi như là dự trữ toàn cầu nó là như vậy. Tuy nhiên, cái chế độ mà vàng bảo kê cho đô la Mỹ đã kết thúc vào năm 1971. Cái lý do là bởi vì những cái áp lực ấy gia tăng từ cuối những năm 1960, khi mà các cái kế hoạch của Tổng thống Johnson này, và đặc biệt là Mỹ phải tài trợ cho cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam. Thì khi đó thì với cái chế độ cũ, đúng không, bất kỳ một cái đồng đô la nào mà anh muốn in ra thì anh sẽ phải có một cái lượng vàng tương ứng, mà vàng thì không phải là sẵn có, mà cái quá trình sản xuất cũng rất là lâu, do đó nó sẽ hạn chế ra cái khả năng in tiền của Mỹ. Và khi đó thì Mỹ đang cần rất là nhiều tiền để mà có thể đổ vào cuộc chiến tranh Việt Nam, cũng như là tài trợ cho các nước đồng minh của họ. Thì họ đã in tiền thậm chí là nhiều hơn so với cái số vàng mà họ đang có. Thì đây rõ ràng là các cái nước khác khi mà nhìn vào cái hành động in quá nhiều tiền như này, họ đều có một sự lo sợ rằng là giá trị của đồng đô la Mỹ sẽ bị giảm. Thì khi đó thì chúng ta đã chứng kiến một cái sự kiện, đó là vào tháng 8 của năm 1971 ấy, Pháp đã phải điều tàu chiến đến New York để mà hồi hương cái số vàng của họ đang để ở Mỹ. Có nghĩa là họ sẽ dùng đồng đô la, họ sẽ thu vàng về đất nước của họ. Thì với cái sự kiện này diễn ra, nó đã kéo theo hàng loạt các cái quốc gia khác cũng như là các cái tổ chức khác, họ không còn niềm tin vào đồng đô la Mỹ nữa. Họ đều đổi đồng đô la Mỹ ra để họ lấy vàng về. Thì như vậy là cái dự trữ vàng của Mỹ sẽ bị sụt giảm rất là nhanh chóng. Và nếu như mà còn giữ cái chế độ cũ thì rõ ràng là Mỹ sẽ không thể nào mà Mỹ có thể in được nhiều tiền ra nữa. Thì Tổng thống Nixon cũng trong năm 1971, ông đã lên cái truyền hình quốc gia, ông thông báo rằng Mỹ sẽ không tiếp tục cái chính sách đổi USD ra vàng nữa. Có nghĩa là không còn cái chính sách là đô la Mỹ được bảo kê bởi vàng nữa. Vậy thì khi mà cái sự uy tín của đồng đô la Mỹ không được bảo trợ bằng vàng nữa, thì làm thế nào mà để Mỹ vẫn tiếp tục duy trì cái vị thế đồng đô la của mình, vẫn bắt các nước khác, mình có thể dùng mọc ngọc kép một chút, đó là bắt các nước khác phải dùng đồng đô la Mỹ. Thì có rất là nhiều các cái thuyết drama cho cái vấn đề này, đúng không? Thì mình sẽ nói sâu qua một chút, đó chính là ngay sau khi mà thông báo rằng là không dùng cái chế độ gọi là bản vị vàng như vừa nãy mình đã chia sẻ nữa, thì Tổng thống Nixon đã điều Ngoại trưởng Mỹ là Kissinger đến Ả Rập để mà đàm phán với cái quốc gia này rằng là bán dầu bằng đô la. Thì các bạn biết rồi, đúng không? Dầu được coi như là vàng đen của thế giới. Mọi thứ chúng ta từ sản xuất này cho đến di chuyển này, tất cả thì đều phải cần phải dầu. Mà nếu như mà dầu được thanh toán bằng đồng đô la thì cũng có nghĩa một điều, đó là tất cả mọi người đều phải cần đến đô la Mỹ. Lý do tại sao mà Ả Rập Xê Út lại đồng ý với cái điều khoản này của Mỹ thì chúng ta cùng nhìn lại một chút. Đó là cái thời điểm đó ấy, thì Israel được coi như là một cái quốc gia mà sát thủ, họ có cái tiềm lực từ quân sự khá là tài chính khá là hùng mạnh, và trước những cái áp lực mà họ gây ra thì Ả Rập Xê Út đã phải nhờ Mỹ có thể bảo vệ cho họ trước cái sự, có thể dùng nó từ xâm lược trước Israel. Thì họ đã đồng ý với cái điều khoản này, và sau khi mà Ả Rập Xê Út đã đồng ý rằng thanh toán giá dầu bằng đô la Mỹ, thì đến năm 1975 thì các nước gọi là sản xuất dầu mỏ OPEC ấy,
cũng đã đều là đồng thuận về cái quan điểm là sẽ trao đổi giá dầu bằng đô, thì thêm một lần nữa, thậm chí em nghĩ là còn đánh giá còn cái khả năng, cái tiềm năng mà mọi người dùng đô la Mỹ thậm chí nó còn lớn hơn là cái chế độ bản vị vàng ngày bản vị vàng ngày đúng xưa, đúng không? Bản vị bằng dầu mỏ. Bản vị bằng dầu mỏ, đúng không? Cho nó dễ hiểu thì thực ra là cái này nó cũng có rất nhiều những cái thuyết âm mưu xung quanh vấn đề này, đặc biệt là trong hai cuộc chiến lớn, đó là cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và cuộc chiến tại Libya. Bởi vì sao lại như thế? Bởi vì rằng là như cuộc chiến ở Iraq nhé, anh nhớ hồi đấy khi mà chúng mình còn rất là bé, anh nhớ là cấp 1, cấp 2 gì đấy thôi, thì cuộc chiến Iraq xảy ra và Mỹ đã cáo buộc rằng là Iraq của Saddam Hussein là có giữ chữ vũ khí hủy diệt hàng loạt và đặc biệt vũ khí hóa học. Tuy nhiên khi mà đánh xong hết rồi thì chúng ta sẽ thấy là ở Iraq không có cái vũ khí đó, và Tổng thống Saddam Hussein tuy là bị buộc tội bị xử tử thì người dân của họ trước đó vẫn rất là yêu quý ông ý, và cái đất nước họ vẫn là rất là thịnh vượng trước cái cuộc xâm lược của Mỹ. Vậy thì tại sao lại có cuộc xâm lược này xảy ra và tại sao Mỹ lại phải dựng nên một câu chuyện như vậy? Thì cái thuyết âm mưu ở đây là trước đó Iraq đã đề nghị là dùng một cái đồng tiền khác là đồng euro để có thể mua được dầu mỏ của họ, và điều này làm ảnh hưởng đến cái chế độ sự thống trị của cái đồng đô la Mỹ. Và Mỹ khi cảm thấy rằng là cái đồng đô la Mỹ bị ảnh hưởng và bị thì có một sự uy hiếp như vậy thì họ bắt buộc phải đến và gọi là xâm lược Iraq và dựng lên một cái chế độ mới, một cái chế độ mà vẫn sẽ phải công nhận rằng là giá dầu sẽ phải neo theo giá đồng đô theo USD. Thì đấy là một trong những cái thuyết âm mưu. Hay như cuộc chiến ở Libya thì trước đấy ông Gaddafi, tổng thống của Libya, cũng là một quốc gia mà rất là hùng mạnh ở châu Phi thời điểm đó, thì ông ấy có đề xuất là sẽ có một đồng tiền chung của châu Âu và châu Phi và Ả Rập. Thì cái khu vực này là một cái khu vực mà có rất là nhiều dầu mỏ và hầu hết các nước OPEC đều nằm ở trong cái khu vực này. Và khi nếu mà họ đưa ra một cái đồng tiền chung, và hồi đấy ông ấy nói là đồng dinar, thì cái châu Phi và Trung Đông này sẽ trở thành một cái khu vực rất là lớn về tiềm lực, cả về tài chính lẫn là về cái năng lượng của họ khi mà họ nắm cái lượng dầu rất là lớn như thế. Vậy thì điều này sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sự ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ. Và ngay sau đó rất nhiều chuyên gia sẽ dự đoán rằng là chế độ của Gaddafi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng từ cái quyết định này khi mà ông liên tục vận động cho cái đồng dinar vàng. Thì đúng là không lâu sau đó Mỹ cũng đã phát động một cuộc chiến tranh đến chế độ của ông Gaddafi, và ông ấy nói rằng là chế độ này là một chế độ khát máu, và các cái nước gọi là đồng minh của Mỹ hay là NATO thì đã phát động chiến tranh cuộc chiến này. Và Libya đến bây giờ chúng ta thấy là một đống đổ nát rồi, nó không còn mạnh như là trước đó nữa. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là cái chế độ gọi là bản vị bằng dầu mỏ này của Mỹ nó cực kỳ quan trọng, không chỉ là đến tài chính mà còn đến vị thế của Mỹ ở trên toàn thế giới. Thế nên là với một cái vị thế cường quốc số 1 thế giới của Mỹ, việc giữ cái đồng đô la neo theo giá của dầu mỏ và bắt các nước phải thanh toán bằng đô la Mỹ thì nó là một việc cực kỳ quan trọng. Và cái thuyết âm mưu này nó không hoàn toàn là sai đâu nhé. Anh nghĩ rằng là nó, cái quan điểm cá nhân của anh nó không hoàn toàn là sai, và các cái xung đột ở trên thế giới nó liên quan đến lợi ích khá là nhiều, đặc biệt là trong cái cuộc chiến mà mới đây nhất là cuộc chiến Nga và Ukraine, thì chúng ta có thể thấy rằng là các cái nước, các cái bên họ tung ra rất nhiều những chiêu bài, không phải là chỉ về quân sự mà là về cả tài chính lẫn nhau. Kinh tế. Khi mà Mỹ đã ban hoàn toàn Nga ra khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, còn Nga thì liên tục đưa ra những cái động thái là có thể thanh toán được dầu mỏ của Nga bằng đồng rúp hay là chấp nhận đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Thì đây là những cái mà động thái để mà phá vỡ cái sự thống trị của USD trên thị trường thế giới. Và anh nghĩ rằng là cái xu hướng này nó có thể là một xu hướng gọi là rất rất dài hạn, thì có thể là có sự thành công. Nhưng anh với nghĩ cái là... với cái ý của anh Đại thì đấy là anh đang chia sẻ một chút về cái góc nhìn cá nhân của anh đó. Cá nhân. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào các cái con số cụ thể đi, xem rằng là liệu rằng cái thế độc tôn, cái sự thống trị của đô la Mỹ liệu là đang bị đe dọa, và bao lâu nữa thì có thể là một đồng tiền khác sẽ thế chân được của đồng đô la Mỹ, để chúng ta có thể thậm chí là
phương tiện truyền thông cũng nói rất là nhiều đến Trung Quốc đúng không? Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thì Trung Quốc trong những cái năm vừa qua họ cũng đã có rất là nhiều các cái có thể dùng nó là các cái hành động quyết liệt để mà có thể là thay thế cái vị thế của đồng đô la. Ví dụ như chúng ta có thể thấy rằng là cái sự hợp tác như anh Đại vừa mới nói đúng không, từ Nga với cả Trung Quốc, hai cái nước này trao đổi hàng hóa đặc biệt là dầu mỏ bằng đồng nhân dân tệ. Và cái thứ hai nữa là một cái rất là hay thôi, cũng liên quan trực tiếp đến blockchain của chúng ta, đó là Trung Quốc là cái quốc gia đầu tiên mà ứng dụng CBDC đúng không? À, có nghĩa là cái không có đồng nhân dân tệ điện tử, nhân dân tệ kỹ thuật số, gần như là một trong những cái nước đầu tiên, thì nó cũng đã thể hiện ra một cái tham vọng của Trung Quốc, đó rằng là họ muốn phá vỡ cái thế thống trị của đô la Mỹ. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào các cái con số để xem rằng là liệu rằng nhân dân tệ có thể là một cái đồng mà đe dọa cho đô hay không. Thì với cái quan điểm cá nhân của em ấy thì có lẽ là đang có một chút gì đấy gây áp lực lên đồng đô la Mỹ thôi, còn rất lâu nữa thì mới có thể là thực sự đến đe dọa đến cái đồng, đến sự thống trị của đồng đô la Mỹ. Và chúng ta có thể nhìn vào cái biểu đồ mình đang để ở đây, đó chính là cái dự trữ ngoại hối quốc tế, và tính đến quý 2 năm 2022, và số liệu này thì mình lấy từ quỹ tiền tệ IMF. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là đô la Mỹ hiện tại vẫn đang là cái đồng mà được dự trữ nhiều nhất ở trên thế giới, chiếm tầm khoảng 60%. Tiếp theo đó là đồng euro khoảng là gần 20%, và chúng ta cũng có là đồng CNY, chính là nhân dân tệ của Trung Quốc đó. Và tiếp theo là chúng ta có đồng của Yên Nhật hơn 5% này, và bảng Anh là gần 5%. Thì chúng ta hãy tập trung vào Trung Quốc đúng không, nơi mà kẻ thách thức đối với đồng đô la thì hiện tại đâu đó mới chỉ chiếm đến khoảng 3% dự trữ của toàn cầu. Thế như vậy rằng là cái con số này nó rất là nhỏ so với 60% của đô la Mỹ. Vậy thì đấy là cái ý thứ nhất này. Còn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một cái ý thứ hai, đó là cái khả năng thanh toán bằng đồng nhân dân tệ trong suốt cái quãng thời gian vừa qua nó là như thế nào. Thì các bạn nhìn thấy vào một con số cũng rất là nhỏ, mới chỉ chiếm đến 3% tổng thanh toán ở trên toàn cầu, và so với đô là 40%, có nghĩa là gần một nửa các cái giao dịch thanh toán ở trên thế giới đều thông qua đồng đô la Mỹ hết. Đấy. Và chúng ta có thể nhìn thêm một cái ý tiếp theo nữa, cái ý thứ ba, đó là các cái loại mà giao dịch thanh toán này dùng đồng nhân dân tệ thì nó đến từ các cái quốc gia như thế nào. Thì chúng ta, em có thể dùng một từ ngoặc kép là gần như là đến từ nội khối của Trung Quốc. Khi mà chúng ta đang nhìn thấy biểu đồ đây, có nghĩa là Hồng Kông thì đang chiếm đến khoảng gần 71% cái lượng giao dịch bằng đồng nhân dân tệ. Tiếp theo chúng ta có Anh này hơn 6%, và đặc biệt là Nga. Nga năm nay đã có sự trỗi dậy rất là mạnh mẽ về thanh toán bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, thì cũng mới chỉ chiếm loanh quanh đâu đó khoảng tầm khoảng gần mới có gần 4%. Thì như vậy là em nghĩ là từ dự trữ này cho đến cái khả năng thanh toán bằng đồng nhân dân tệ vẫn còn kém rất là xa so với đô la Mỹ. Thì như vậy là cái tiềm năng thách thức là có, mình cũng phải công nhận là như vậy. Còn thực tế thì em nghĩ là còn rất lâu nữa thì mới có thể phá vỡ được cái sự thống trị của đô la Mỹ. Một cái vui vui một chút đi, quay trở lại một cái vui vui một chút, đó là ngày xưa chúng ta có cái chế độ bản vị vàng đúng không, và sau đó là bản vị bằng dầu như anh Đại vừa mới chia sẻ, bắt buộc phải thanh toán bằng dầu mỏ đấy. Thì khi mà sau khi mà bỏ cái chế độ mà bản vị bằng vàng ấy, bảo kê bởi vàng ấy, thì đồng đô tính đến cái thời điểm hiện tại, ngày xưa là 35 đô thì đổi ra được một ao vàng, còn bây giờ thì mất tận 1662 đô mới đổi được một ao vàng. Thì như vậy loanh quanh là đồng đô đã mất tới khoảng 98% giá trị. Thì đây là một cái con số mà khá là vui để các bạn có thể tham khảo thêm. Vậy thì sau khi mà bỏ cái chế độ bảo kê bởi vàng, định giá bằng vàng đó, thì đồng đô la Mỹ được định giá bởi cái gì? Thì các bạn có vẻ nghe như rất là nhiều, đó là bởi cái chỉ số DXY. Thì đây chính là cái giá của đồng đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đến từ Euro này, Yên Nhật, bảng Anh, Canada này, Thụy Điển này và franc của Thụy Sĩ. Thì chúng ta đang thấy là cái chỉ số DXY liên tục tăng cao trong suốt những cái tháng gần đây, liên tục là neo ở cái mức cực kỳ là cao. Vậy thì chúng ta cũng hình dung thấy một điều rằng là rõ ràng trên thị trường hiện nay cái nhu cầu được sở hữu đô thì cũng rất là lớn, đúng không? Cái niềm tin của mọi người về cái đồng đô la Mỹ mặc dù không được
gọi là bảo kê bởi vàng nữa, nhưng mà họ vẫn có cái niềm tin, họ vẫn được coi như là một cái đồng trú ẩn rất là an toàn trong cái bối cảnh kinh tế tài chính khá là rối ren, khá là có nhiều suy thoái. Khủng hoảng xảy ra, thì cái đồng đô la Mỹ nó đã giữ được cái vị thế và nó khẳng định cái vị thế của mình bằng cái chỉ số mà sức mạnh đồng đô la Mỹ đấy qua này. Thì trong những cái video trước đây thì bọn mình cũng có nói là tại sao cái đồng đô la Mỹ nó lại tăng như thế và có nên dự trữ đồng đô la Mỹ hay không, thì bọn mình cũng đã có một cái lời khuyên, chúng mình có thể để cái video ở đây. Thì ở trên TikTok bọn mình nói từ đầu tháng rồi, lúc đấy mà đô mới chỉ có 22 hay quanh là hơn 22 nghìn một chút, thì bây giờ là lên hơn 25 nghìn rồi. Thì nếu mà chúng ta nắm giữ đô la Mỹ thì chúng ta cũng đã có một cái lợi nhuận nhất định, và đặc biệt rằng là khi mà quay về trong cái bối cảnh crypto này thì cái việc sở hữu đô la Mỹ nó dễ dàng hơn khá là nhiều. Chúng ta có thể chọn những cái đồng stablecoin uy tín USDC, USDT, BUSD để mà chúng ta nắm giữ và có thể hưởng lợi từ cái việc mà chỉ số DXY liên tục tăng lên như thế này. Nó dễ dàng hơn rất là nhiều khi các bạn giao dịch ở chợ đen hay giao dịch ở ngân hàng. Ở ngân hàng thì bạn phải chứng minh là cái nguồn tiền đô để bạn sẽ sử dụng cho mục đích gì. Và cái ở ngoài chợ đen thì khi mà bạn mua đô về thì cái số lượng của bạn có thể là sẽ không lớn, hoặc là khi mà bạn cầm về rồi thì cái việc bảo quản đô trong một cái thời gian dài nó cũng là cái mà mình đã từng trải nghiệm. Bản thân anh Đại là cũng đã bị, mình đã từng trải nghiệm là mình giữ đô và cái đô đấy khi mà mình lãi được một chút mình đem ra ngân hàng mình bán hay là đi ra chợ đen bán thì lại bị mốc mất, và họ sẽ trừ đi một cái phần gọi là phần phí, thế nên là thành không có lãi. Thì đấy là những cái mà khi mà giữ chữ đô ở những cái thị trường truyền thống thì nó đang gặp nhiều vấn đề như vậy, thì thị trường crypto lại là một cái thị trường mà rất là tốt để bạn có thể giữ chữ đô. Hơn nữa là các bạn có thể gửi với cái lãi suất khá là ok, đúng không? Gửi ngân hàng bây giờ thì lãi suất của đô thì đâu đó 1% hay là 0% thôi thì nó rất là thấp. Tuy nhiên thì nếu mà bạn nắm giữ stablecoin ở trên các cái sàn giả sử như Binance, bạn có thể gửi BUSD hoặc là USDT trên đó, lãi suất của họ lên đến 8% một năm, rất là cao, tương đương với lãi suất ở Việt Nam gửi bằng tiền Việt luôn, thậm chí còn cao hơn là gửi bằng Việt Nam đồng. Đúng rồi, thì mình nghĩ rằng đấy là cũng là một cái đầu tư mà nó khá là an toàn, và về mặt dài hạn hay là trung hạn kiểu như là 1-2 năm thì mình nghĩ là nó một kênh đầu tư khá là tốt, đặc biệt là trong cái thời điểm mà kinh tế toàn thế giới đi vào một cái chu kỳ suy thoái, chưa đến suy thoái mà gọi là trùng xuống chậm lại kinh tế. Chậm lại như thế thì mình nghĩ rằng là cái phương án mà mua crypto, stablecoin bằng USD và sau đó thì staking ở trên sàn nó cũng là một cái phương pháp an toàn để chúng ta có thể giữ tiền. Đấy. Vừa rồi thì là những cái quan điểm mà bọn mình muốn chia sẻ về đô la Mỹ và chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY. Hy vọng là những cái thông tin này có thể cho bạn thêm những cái kiến thức và giúp bạn đưa ra những cái quyết định đầu tư chính xác hơn. Nếu các bạn thấy video này bổ ích, hãy để lại bọn mình like và đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh Cái Coi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.